Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có công văn số 3940 về việc tạm dừng phát hành vé xổ số từ ngày 17 tháng 9 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới. Việc này nhằm tạo sự thống nhất trong kinh doanh xổ số khu vực miền Nam và chủ động ngăn chặn kiểm soát lây lan dịch bệnh COVID-19. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số Kiến thiết Bạc Liêu, khi đủ điều kiện phát hành vé xổ số thì chủ động đề xuất trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định ngày chính thức phát hành lại vé xổ số Bạc Liêu. Dự kiến ngày 20 tháng 9, lãnh đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số Kiến thiết Bạc Liêu sẽ họp đề xuất chủ sở hữu là Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trương về việc tiếp tục hỗ trợ kinh phí từ nguồn của doanh nghiệp để giải quyết khó khăn cho tất cả người trực tiếp bán vé số trên địa bàn tỉnh. Bạc Liêu đã tạm dừng phát hành vé xổ số Kiến thiết từ ngày 9 tháng 7 năm 2021 đến nay. Từ đó, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số Kiến thiết Bạc Liêu đã hỗ trợ khó khăn cho 4.000 người bán vé xổ số với số tiền 1,5 triệu đồng một người.